bằng trên học 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 bảy nay bảy ma bổn sư phật ta mâu ni phật nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa thầy ơi, từ nãy giờ con chờ á thầy. Thầy nhìn đồng hồ lại đi thầy. Thầy ăn no ngủ kỹ chi thầy? Cho nó mập cái gì thầy? Giờ thầy mới dậy luôn, thầy ngủ ghê quá. Ôi trời, tụi con đợi thầy lâu lắm rồi đó. Ngủ quá. Ôi thầy ngủ ghê quá trời. Thích dậy á. Đúng ra không kêu. Mày đừng cho thằng đó đi là tôi đi tôi mở cửa cho mày rồi. Giờ tôi ghét tới thằng đó rồi. Nó là người yêu của thầy mà. Con là người yêu của thầy sao thầy ghét thầy? Nó dễ thương với mồ. Sao thầy đập cho? Thì tôi ghét. Thầy đang em nói với thầy anh cho mập à. Nói tan lại học muối muối học. Mập vui ra gì đâu không? Con cũng nói cho thầy. Mày có mập đâu. Khèo không à? Khèo thôi à. Nó khèo thầy. Thầy xin ghê luôn. Thầy dậy xong mà thầy chưa kịp ăn là thầy đã phải quét cái sân rồi. Sân lá rụng nhiều á. Anh ngủ không sao. Rửa tay chưa mày? Con sẽ gì mày này. Đâu giờ còn liếm liếm. Yeah.
sao thầy khổ rồi. Trời cho mấy ngàn tỷ thầy làm như là tiền là giấy á thầy. Học hoài không, không đậu, học hoài cứ đến trường hoài. Học, không học, không có bằng chứ. Học, học, học. Bảy, nay bảy mà bồn sư. So với người đem đến quán thứ hai chúng tôi xem thành của mình nếu mà họ như này, quán thứ ba người tham thân chi là người gốc, quán thứ tư chính là vị hay đi chữa bệnh của gây, quán thứ năm vị là đạo nghiệp mà họ gốc này. Nam mô bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Xem này ăn muốn kêu. Nó đang quay quay, nó muốn nghỉ nghỉ đi. Nó à. nó có thằng cái dây thần kinh có vấn đề, khi nó bực hùng lúc cũng quay quay cũng không công, lúc cái dạ bồn cũng quay cái giật nghỉ. Hai bạn cái đi về hết pin, hết dung lượng. Mà lúc đó con hết thì mà thầy với nhà đại bảy với anh là con về con phải đi làm công việc của con thầy. Thầy tạo thuyết pháp á, cái mình nghỉ mà không phải đạo Phật. Đâu phải con muốn nghỉ mày đâu thầy. Giáo hoài đạo khi nào con nói tao Phật cái mày mày đừng trốn mày đi. Còn hai thuyết pháp mày không bao giờ nghe. Con đã quay thầy thuyết pháp một lần rồi thầy. Và thầy tàu lao của đế gì đó. Ta nghèo, ta khổ, ta không có bằng cấp, ta dốt, ta mua bằng cấp, ta đi làm mà mày cứ khui tối ngày bằng cấp. Ta mua bằng để ta đi làm, mua bằng để ta đi làm việc, mày khui ra hoài. Ta lấy bằng để ta làm quân tướng chính phủ, rồi mày đi học lấy bằng để mày mua bằng để mày làm. Thấy. Thầy bán bằng luôn hả thầy? Thế giờ mình kiếm chuyện đi. Không, thầy bán con mới mua chứ con không có mua chỗ khác đâu. 300 triệu. 300 triệu. Ừ. 8 tỷ. 8 tỷ là bằng gì thầy? Bằng gì cũng vậy hết, bằng nào cũng chết. Kiếm người ta mua, ví dụ mày mua tao lấy giá 300 triệu đến 8 tỷ. Thì trong khi đó thì tao mua không có bao nhiêu tiền hết.
tại bạn nó mất á. Đúng ý là tao lấy tao khâu vào tao. Tao là ví dụ như tao mua 3 triệu, bán phải 30 triệu. Đó. 300 triệu thì tao mua 30 triệu. Thầy có bán trả góp không thầy? Trả góp không có mua. Thầy có bản thân trừ nợ, mục tiêu bản thân cho thầy trừ nợ thôi. Được không thầy? Thầy trở nên thấu quá không thầy? Ăn con ngọc ngà cho báo không thầy? Ăn con ngọc ngà cho bỏ. Con có một cái viên ngọc và chả bá luôn thầy. Tại lúc đó con không, không phải là con không muốn quay, con rất là muốn quay thầy. Nhưng mà con có việc á thầy. 7 giờ lúc nào cũng vậy con về mà. Đâu phải một lần đâu thầy. Nếu tụi bay đừng khui tao thành mừng giả ấm thở thì tụi bay đâu gặp nạn, rồi tụi bay đâu, ta đâu bắt tụi bay. Như này nè, mày coi nè, của quyền thầy không bằng cấp bị bắt nè. Con không bắt cái người bán, con không bắt người mua, rồi nó không bắt mày mua luôn, nhưng mà nó xét về cái là không cho mày làm chức vụ, mày chỉ hưu. Dạ. Yeah. Có cháu không sao nhẹ. Nếu mày chớp là mày làm luôn rồi. Tại mình mua bằng á, mày bằng cao nữa, thạc sĩ mày chờ đợi rồi tiến sĩ, đại học mày cũng không thèm thì bỏ. Cấp 2 chưa đủ, cấp 3 chưa đủ mà có bằng đại học. Không có bằng đại học mà quốc lên tiến sĩ. Rồi không có bằng hạc, không có bằng hạc sĩ. Rồi chưa bằng hạc sĩ mà có tiến sĩ. Rồi thêm nữa nhiều chùa, à, nhiều giống hội thợ đất của mình, tuy mình không có bổ nhiệm trụ trì, và nhiều thầy trụ trì để mua bằng cấp để được trụ trì, rồi nhiều ông giáo hội muốn người ta nói mình là tiến sĩ, muốn khen người mình là ăn chân trí thức học cao, rồi nhiều anh chàng ấy đi bán. Bán kinh doanh, đi bán số, rồi bằng đại học. Mình nói ai tin? Phải như vậy nè. Vậy tin nè. Ví dụ đang học, mà đã đậu đại học rồi, nhưng mà không có tiền đóng tiền trường. Rồi xong mượn dài vậy, một buổi học tối đi bán số, mà đi bán xứ xa, không phải bán cái xứ mình đang ở, mất cỡ. Vui là chuyện bạn có tiền thì ta mua, mày có tiền mày mua đi, mỗi ngày mày soi bói ra cái bằng cấp, mà bằng cấp đó là có hay có là cá nhân của ta, trừ khi nộp cơ quan nào được cơ quan điều tra, mà điều tra rồi đã ta muốn làm, ủa anh ta muốn gì ta, ta muốn muốn có bằng cấp để được đi làm. Mình ở giờ nộp hồ sơ vô mà không được làm thì sao làm? Tới giờ có cái bằng bằng cao, bằng đại học hay thạc sĩ tiến sĩ, thì giờ mày điều tra ra cơ quan nào thì cơ quan đó ta điều tra cho làm thì trả hồ sơ. Chứ không để giờ có cái bằng, giờ thầy nói vừa quy được có những cái bằng, không để giờ ta mua bằng cái là ở tù bao nhiêu năm và không ấy là đuổi công an việc làm gì ta đói, thì cái đó lại là ai ác? Giờ hỏi làm bằng lao động, làm bằng sự trí tuệ, làm bằng cả khăn thể, làm mọi thứ đều dùng dung ngư,
mà còn cái giấy kia nó tác động vào cho con cuộc đời, nghĩ cả cuộc đời hoặc không làm việc, thì con chọn cái nào? Không lẽ con chấp vào cái bằng, mà cái bằng ta sẽ xét, nếu mà có bằng thật thì ta cho mình lên cao nhất. Còn nếu mà bằng đó không phải là con học, bằng con mua thì mua, nhưng mà ta xét ra không có thì ta không cho con làm, trả hồ sơ con. Chứ không lẽ giờ cả nước, giờ nhiều, giờ thầy nói xét ra bằng cái tổ chức nào cũng có giả, bằng nào cũng giả, giờ bằng lái xe cũng giả cái đâu, rải bắt, rồi bảo hiểm cũng giả, rồi giấy tờ thủ tục cá nhân cũng giả, căn cước cũng giả, chứng minh nhân dân về giả, hộ khẩu cũng giả, giấy tờ nhà cửa cũng giả, giấy xe cũng giả, rồi bằng lái xe cũng giả, rồi bất cứ bằng học cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì họ cũng mua hết. Rồi đến nỗi giấy sức khỏe cũng giả, đi khám mà họ không đủ tiêu chuẩn, nhiều khi sức khỏe không đủ hoặc không đi. Rồi giấy hợp tác lao động cũng giả, rồi mua bán sản xuất lao động cũng giả, rồi hàng hóa cũng giả. Mày nói trên thế gian này không có gì hết. Rồi tối ngày con cứ soi ra, rồi không lẽ giờ có bằng cấp người ta thích cái bằng cấp ta mua, để người ta lúc nào ai cũng muốn người ta khen, muốn mình là có chức hấp quan học đúng không? Để người ta mua cái bằng cái người ta có tội, không lẽ có bằng cái mua cái bằng cái ở tù ngộ, người ta có tiền mua đất cái cũng ở tù, có đất có chỗ người ta mua ký tay, không lẽ ký tay cái cũng phạm tội? Rồi cái mình mua lấy tay ta đưa tiền hết, đến giờ cái hồi xưa đất rẻ, giờ cái mắc lên cái mày đòi lại, rồi cái mày kiện cáo đất mày đưa tiền, rồi cái giờ mày hô rồi đó có bằng phán không, không giấy tờ chủ tao không làm, giấy tao có ký không, ví dụ vậy đi. Cha bán con không bán, bán con đòi lại được không, hay là của cha ông bà bán cái con cháu rồi cũng quậy. Nên tụi con cứ tối ngày cứ thầy ngại nhất là khi mà tụi con hỏi, mà thầy nhà Phật nói hiểu nói tốt thì tốt, mà nói xấu thì ác quá. Vì bằng cấp mà bắt người ta nghỉ việc cả cuộc đời, rồi vì bằng cấp mà trút phế công việc quên chức vụ, rồi vì bằng cấp mà không lẽ bắt tự tù, không lẽ bà giết người ta, tự nhiên con người cứu người mà rồi thành ra việc ác, giết mặt mạng người rồi.